Hiện nay các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam tuy có chất lượng tốt nhưng giá trị thu được chưa cao. Một phần là do chưa có sự đầu tư thích đáng trong khâu thiết kế sáng tạo, khâu quan trọng đem lại nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam lần thứ hai với chủ đề Thiết kế sáng tạo gia tăng giá trị sản phẩm vừa được Cục Xúc Tiến Thương mại tổ chức tại Hà Nội. Diễn ra trong hai ngày, Hội nghị quốc tế ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam thu hút khoảng 500 đại biểu trong và ngoài nước tham gia. Trước bối cảnh ngành thiết kế và ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam còn yếu, Bộ Công Thương đã tập trung thực hiện nhiều chương trình hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Theo ông Vũ Bá Phú, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, những năm gần đây với sự hợp tác của Viện xúc tiến thiết kế Hàn Quốc GITP, Cục xúc tiến thương mại đã triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về thiết kế sáng tạo cho đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ ý thức được việc phải quan tâm đầu tư xứng đáng cho thiết kế gắn liền với thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp. Chia sẻ ý kiến tại hội nghị, các chuyên gia khẳng định, xây dựng thương hiệu là phương pháp để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Song, để thương hiệu của doanh nghiệp tạo được dấu ấn trên thị trường thì cần có sự khác biệt, tạo được dấu ấn phù hợp với khách hàng mục tiêu